Dù vấp ngã, tiền đạo Oliveira vẫn ghi siêu phẩm cực kỳ khó tin khiến người xem bất ngờ. Cụ thể, phút 70 của trận đấu, Oliveira nhận được bóng từ đồng đội. Tuy nhiên, do bị hai cầu thủ đối phương kèm chặt nên trong lúc tranh chấp, Oliveira đã bị vấp ngã. Điều khó tin là trong lúc ngã, chân của Oliveira đã chạm vào trái bóng, khiến nó bay qua đầu thủ môn đối phương. Không chỉ vậy, bàn thắng này còn lan truyền và gây sốt trên mạng xã hội. Các tờ báo châu Âu gọi đây là bàn thắng chưa từng thấy trong lịch sử. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Bóng đá là sân khấu của cảm xúc, nơi có thể lấy đi những giọt nước mắt của những kẻ tưởng như gai góc nhất. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc vô cùng khó tin và đẹp mắt trong thế giới túc cầu muôn màu để xem vì sao ta lại yêu môn thể thao vua đến thế các bạn nhé. Lên đường thôi! Thủ môn Emiliano Martinez đã có động thái khiêu khích cầu thủ Man United. Máy quay đã ghi lại được hình ảnh người gác đền của Aston Villa tới yêu cầu Cristiano Ronaldo sút quả phạt đền vào phút bù giờ thay vì Bruno Fernandes. Anh tiến tới chỉ tay thẳng vào vị trí của anh Bảy, cử chỉ cho thấy Martinez rất muốn đối mặt CR7 trên chấm phạt đền. Đoạn tâm lý của Martinez không ảnh hưởng tới Ronaldo bởi Bruno mới là người sút, nhưng trước áp lực ngàn cân, tiền vệ Bồ Đào Nha đã dứt điểm hỏng ăn. Và ông thần thủ môn người Argentina lại có dịp hả hê với màn ăn mừng đỡ không có nổi ngay sau đó. Trần đời hiếm có huấn luyện viên nào lầy như ông bác này, chặn đường ném biên của cầu thủ đội bạn đến độ thanh niên phải chán bỏ cả quả bóng lại luôn cơ mà, đỡ sao nổi đây. Pha phá bẫy việt vị với tốc độ và sức rướn cao, rồi sau đó là cú đặt lòng hoàn hảo để xé toan màn lưới đối phương đã trở thành bài tủ của Jamie Vardy. Và lần này thì cũng như vậy, có điều pha ăn mừng đã bay cả cột cờ của tiền đạo người Anh xem chừng hơi sai à nha. Phá hoại của công dữ vậy Vardy. Bị người hâm mộ kéo áo như này, liệu Giorgio Chiellini có nhớ tới hình ảnh mình kéo áo Bukayo Saka lộ liễu trong trận chung kết Euro 2020, rồi sau đó trở thành chủ đề troll cực nóng trên mạng xã hội hay không? Tức quá đến độ rút thẻ vàng cũng bị rơi luôn, thôi thì để đối thủ cầm lên phạt hộ cho anh Tài, sẵn tiện dằn mặt nhau luôn. Hình ảnh này cho thấy Lionel Messi muốn có Copa America lắm rồi đấy, không ngại bung hết sức ra để câu kéo chút thời gian cuối trận cho Argentina. Em Pulga phiên bản này hơi bị lầy lội nha. Rồi đến lượt ông thần Kylian Mbappe với màn câu giờ đỉnh cao đến độ các cầu thủ tuyển Mỹ định lao vào hội đồng luôn mà, ảo thật đấy. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định vẫn sẽ thổi phạt penalty Man United, dẫu cho Pogba có thanh minh là hành động dùng tay đỡ bóng là để bảo vệ cho khuôn mặt nam thần của mình. Đã cay rồi còn bị ông Antonio bên kia chiến tuyến troll nữa chứ, nghĩ mà dỗi ghê không Pogba. Các bác hãy bỏ qua pha dàn xếp ghi bàn cơ bản này của các cầu thủ Leicester City. Xin được giới thiệu đây là pha ăn mừng chim bay độc đáo của Jamie Vardy. Tình huống này thậm chí còn có ý nghĩa cà khịa rất nhiều với các cổ động viên Crystal Palace khi biệt danh của đội bóng thành London là Eagles, những chú chim đại bàng. Ông anh Vardy này cũng lắm trò ghê cơ. Pha vuốt bóng không tưởng này của Babisis vào lưới Chelsea vẫn sẽ luôn là một trong những bàn thắng khó tin và đẹp mắt bậc nhất của lịch sử Premier League. Khó tái hiện lại được lần hai lắm, ảo quá mà. Trong trận đấu giữa Pulo Pinan và Pahan, tiền đạo Faye Supri đã nhận trọng trách thực hiện quả đá phạt cách khung thành hơn 30 m. Tưởng như anh chàng sẽ thực hiện một đường chuyền bổng vào vòng cấm, nhưng không, Supri đã làm choáng váng người xem với cú sút có quỹ đạo không tưởng. Và siêu phẩm này cũng giúp Faye Supri đã giành được danh hiệu Podcast 2016, quả là xứng đáng phải không anh em? Thôi, ông này phải cho đi chạy điền kinh chứ đá bóng nổi gì nữa, kiểu khán giả còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy bóng bay vào lưới rồi ấy, chạy gì mà nhanh dữ vậy anh trai, quá nhanh quá nguy hiểm đi mà. Cú đánh đầu theo phong cách Flappy Bird này của Robin Van Persie không những giúp cho cựu tiền đạo Arsenal có siêu phẩm để đời mà nó còn giúp anh trở nên nổi tiếng nhất mạng xã hội thời gian đó với hàng loạt tấm ảnh được phục chế và tô màu, chủ yếu là troll Tây Ban Nha và khen ngợi Van Persie là chính bà con à. Một cú choi bóng mà vượt qua tới 3 cầu thủ theo kèm, thần đồng Theo Hoành Cốt từng bá đạo như vậy đó. Tiếc rằng chấn thương cùng với sự thổi phồng quá mức của báo chí Anh đã khiến cho một tài năng mãi chỉ dừng lại ở danh xưng thần đồng. Bắt penalty kiểu gì mà có cả yếu tố võ thuật vậy anh Giai? Con phát cản phá 11m nào bá đạo hơn thế này không bà con? Ảo thật đấy. Bệ phóng thành công của kỷ nguyên Barcelona chắc chắn phải đến từ hậu phương phòng thủ vững chắc, nơi mà thủ lĩnh Carles Puyol thể hiện vai trò của mình. Không bao giờ bỏ cuộc, dù cho đối thủ có vượt qua cả thủ môn thì Puyol vẫn ở đó và sẵn sàng từ chối bàn thắng bằng mọi giá. Barça giờ đây thiếu đi một chiến binh nơi hàng thủ như Puyol, thực sự đáng tiếc. Bình thường một ông tung người móc bóng thành công là đã thấy ngộp thở rồi, đằng này lại còn xông kiếm hợp bích thì thử hỏi còn cơ hội nào cho thủ môn bên kia cản phá được đây. Siêu phẩm này xứng đáng được xem đi xem lại nhiều lần mới đã. Giả vờ đi bóng về phía gôn nhà rồi bất ngờ tung một cú đánh góp khiến cho tất cả phải kinh ngạc. Dù không tạo ra bàn thắng nào nhưng ông anh đây đã làm nên một siêu phẩm chuyền bóng rồi đó. Darren đã từng có một bàn thắng phải gọi là dị nhất trong lịch sử bóng đá. Tiền đạo người Anh tung cú sút căng đưa bóng đi trúng một quả bóng bay mà các cổ động viên Liverpool thả xuống sân, đổi hướng khiến cho thủ thành Reina không kịp trở tay. Trọng tài vẫn công nhận bàn thắng dù cho các cầu thủ Liverpool phản đối dữ dội. Dân chơi là không cần nhìn tên cũng biết ai là chủ nhân của siêu phẩm này. Vâng, còn ai dám tự tin tung người móc bóng ở khoảng cách xa như vậy ngoài Ibrahimovic đây. Ibra không cần tìm kiếm siêu phẩm mà siêu phẩm phải tự đến với tiền đạo Thụy Điển. Một bàn thắng mà có lẽ sẽ còn được nhắc mãi về sau. Lý do vì sao dù bị gắn mác là chú Tư suốt một thời gian dài nhưng Arsenal vẫn sở hữu cho mình lượng cổ động viên đông đảo. Cứ phối hợp nhuần nhuyễn đến tận khung thành đối thủ, cống hiến thứ bóng đá đẹp mắt như này thì bảo sao người hâm mộ không chết mệt dàn pháo thủ ấy cho được. Cú dứt điểm đầy uy lực của Kanté phải xuyên qua khe 4 cầu thủ Tottenham, tính cả thủ thành Lloris rồi mới nằm gọn trong lưới. Ảo ma Canada chưa? Lại thêm một màn xông kiếm để tạo ra một siêu phẩm nữa. Nói chung là trái bóng đi với lực của hai chân cộng lại thế này, khó có cơ hội cho thủ môn đội bạn trở thành người hùng lắm. Thôi thì chấp nhận vào lưới nhặt bóng vậy anh hai à. Vừa rồi là những khoảnh khắc kinh điển tạo nên sự ảo diệu cho thế giới bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.